Chúng ta hãy học tánh kiên nhẫn. Muốn đạt được trạng thái vui sướng rất dễ. Nếu chúng ta muốn được an bình thì hãy tìm kiếm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Chúng ta đều biết từ xưa đến nay, những người có nhiều tiền của, thế lực, tâm của họ không hẳn luôn luôn được bình yên. Trong khi những người xuất gia, những người được gọi là đạo gia hoặc những người tu hành, đôi khi họ ẩn cư ở trên núi, mặc quần áo rách rưới, sống trong những túp lều tranh, nhưng họ lại vô cùng vui sướng. Cho nên hạnh phúc hay không, không phải dựa vào bề ngoài. Chúng ta đều là tù nhân, không nhiều thì ít. Có người bị nhốt trong căn nhà, có người bị giam hãm bởi đầu óc. Chỉ khác nhau có vậy. Bị nhốt trong căn nhà là giản dị nhất, có nhiều hy vọng nhất. Bị nhốt trong tâm mới khó thoát ra được. Ví dụ chúng ta vi phạm điều gì rồi bị tù một thời gian, khi hết hạn chúng ta lại được tự do. Nhưng nếu chúng ta bị nhốt trong tham sân si, vô minh hoặc là dục vọng thì rất khó, không biết bao giờ mới được giải thoát hay sẽ không được giải thoát, không ai biết được. Có thể chết đi cũng chưa giải thoát. Chúng ta cần thay đổi quan niệm của mình, không phải thay đổi ngoại cảnh. Nếu như hoàn cảnh chúng ta đã như thế đó, chúng ta nên sống một cách vui vẻ. Khi thời gian đến, mọi việc sẽ thay đổi. Cũng giống như mùa đông, sau 3 tháng là hết, mùa xuân và mùa hạ cũng như thế. Không có thứ gì cứ như vậy mãi mãi. Ngay cả tâm tình của chúng ta cũng thay đổi hàng ngày. Lúc rất vui vẻ, lúc thì lại u sầu, hoặc nửa vui, nửa buồn. Lúc thì giận dữ, nhưng lúc thì bình yên, vân vân. Cho nên chúng ta cần phải học kiên nhẫn. Khi thời gian đến, hoàn cảnh sẽ tự thay đổi. Ngay cả thời đại huy hoàng nhất cũng sẽ bị hủy hoại khi thời gian đến. Những hoàn cảnh gian khổ nhất cũng sẽ đổi thay. Cho nên hãy hướng vào bên trong và tìm niềm vui nội tại. Và rồi quý vị sẽ không sao cả. Chúng ta thật sự không cần gì nhiều. Quý vị cần gì? Một vài bộ quần áo, vậy là đủ. Một hay hai bữa ăn, một ít súp, như vậy quý vị có ở đây. Chỉ bấy nhiêu thôi. Và một mái che trên đầu nếu có. Nếu không, quý vị có lều, mọi thứ đều rất đơn giản ngày nay. Trong nhà tôi dĩ nhiên, mỗi nhà có đặt sẵn một lò nướng lớn với rất nhiều thứ như vậy. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng dùng nó để nấu cho truyền hình vô thượng sư, vì nó đã có sẵn ở đó rồi. Bây giờ tôi có thể đơn giản hóa đời sống, hay bất cứ khi nào tôi không cần các thứ này, tôi chỉ mua lò nhỏ, thứ có một hay hai đĩa nấu, chỉ cần vậy thôi. Nhà bếp của tôi nhỏ cỡ này, có mọi thứ bên trong, vì mọi thứ rất nhỏ. Và thay vì tủ bếp này kia, tôi chỉ mua mấy cái thùng đựng đồ này. Rất dễ thấy đồ vật bên trong. Tôi cũng dùng mấy thùng này để đặt các thứ lên và để các thứ vào đó. Vì vậy, dù chỗ nhỏ nhưng có rất nhiều đồ. Ý tôi là không nhiều lắm, nhưng đủ cho tôi. Chỉ một lò nấu nhỏ, tôi đặt lò lên bên trên máy giặt. Không phải trực tiếp trên máy giặt, nhưng có miếng gỗ nhỏ.